SBTN Television presents Teen Voice 2023, a thrilling vocal competition for talented young singers between the ages of 13 and 19. First prize $3,000 cash, second prize $1,500 cash, and third prize $500 cash. Registration ends August 31st, 2023. Visit our website at www.sbtn.tv to download the Teen Voice 2023 application form. email your vocal audio clip and application to teenvoice at tv Join us for an unforgettable experience and show us your talent. Đài truyền hình SPTN và đoàn cải lương phương Nam xin hân hạnh giới thiệu kịch bản Tình Chú Thoàn, tác giả Xuân Phát và Hoa Trang Ngã vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ nhật nhằm ngày 27 tháng 8 2023. Thành phần diễn viên gồm có Tuấn Châu, Cẩm Thu, Linh Tâm, Tiểu Phụng, Philip Nam, Bình Trang, Bảo Hiền, Thành Lễ, Phượng Hồng, Linh Tuấn, Thanh Quyền, MC Dĩ Quyên và Kim Nhung, Tân Nhạc Hoàng Khang, Cổ Nhạc Văn Hoàng và Quang Hoàng. Quý khách đặt vé xin liên lạc với đài truyền hình SBTN 714 636 1121 Tuấn Châu 714 890 2794 Đài truyền hình SBTN trân trọng kính mời Xin chào quý khán giả theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN Thưa quý vị hôm nay là ngày thứ năm 10 tây tháng 8 năm 2023 Xin chào anh Đỗ Dũng chào Mai Phi Long kính chào khán giả SPTN Thưa quý vị chúng ta thường hay nghe nói đến Hawaii là thiên đường hạ giới Nhưng bây giờ nó đang trở thành là địa ngục của hạ giới địa ngục trần gian địa ngục trần gian Gia. <laughs> thưa quý vị ngày hôm qua nó có những cái vụ cháy rừng ở đây và có thể nói là thê thảm có thể nói là nặng nề nhất trong lịch sử Hawaii ít nhất cho đến phút này có 36 người bị thiệt mạng vì những cái vụ cháy này cháy này nó xảy ra ở cái thành phố là Haina ở trên cái đảo Maui của Hawaii đây quý vị thấy trên màn hình và như vậy là lý do cháy thực ra nó cháy bình thường thôi nhưng mà kỳ này nó cháy dữ dội là bởi vì gió à, gió nó quá mạnh và như thế nó cứ thổi 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 đó là theo maui county cho biết như vậy nhiều khu phố bị cháy có thể nói là rụi luôn ở phía tây của đảo maui và tất cả cái dịch vụ đây gần như bị là ngắt hết không có ai liên lạc được với ai và chỉ có một cái con đường à, mở ra thôi để cho hàng ngàn người Uh, di sản uh, coi như cái thành phố mà mà mà, mà là Hai nà đó và cái hải cảng ở đây và các khu vực xung quanh coi như bị bị đóng hoàn toàn uh, Những hình ảnh trên cao quý thấy đó là đó những cái cái cái, 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 cái cháy như thế và bây giờ người ta chưa biết là sẽ giải quyết như thế nào nhưng mà đến, tính đến sáng ngày hôm nay thì uh, vẫn còn những cái cột khói cao như thế đó mà tôi tôi lấy làm lại Long nhìn anh thấy không? Dạ. từ trên bay nhìn xuống nè. Rừng ở đây nó đâu có gì gọi là cây đâu có cao như ở những nơi khác. ví dụ California, rừng cây nó cao nó dày đặc, ở đây nó không có dày đặc. Chúng ta là giống như cái đồng cỏ khô vậy đó. Đúng rồi, mà tại sao nó cháy kinh quá? Nhiều người họ không có đường chạy, cuối cùng biết họ làm gì không? Họ chạy ra biển. Họ chạy ra biển, một số người bơi xuống, một số người thì lên thuyền. Đi ra để họ tránh chứ không thể nào. Bởi vì trong đất liền là các cái đường nó bị chặn lại hết. Người ta không cho đi. Thì các giới chức cho biết một phần đó, cái gió này là do cái bão ra cách đó hàng trăm dặm ở phía tây nam cái đảo này đã thổi vào cái vùng này. đó là theo như bà uh, Sylvia Luke phó thống đốc tiểu bang Hawaii cho biết tại một cuộc họp báo uh, đánh giá về cái tình hình ở đây Để trên màn hình quý vị đó là bà Sylvia Luke phó thống đốc của tiểu bang này trong cuộc họp báo cho biết như vậy. Thịnh đồng. Vâng, thì uh, thưa quý vị chúng ta thấy rằng là uh, cái cơn gió uh, cái cơn bão Dora nó chưa tới nhưng mà cái là cái hơi hướng của cái cơn gió đó có nghĩa là những cái rìa gió nó thổi nó lại là giống như quý vị chúng ta đang thổi lửa vậy đó quý vị nó thổi lửa ra trên chúng ta hay thấy những cái 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 đồng cỏ khô chung quanh những cái cái thành phố nó cứ như được thổi và nó cháy và với cái sự thổi đó nó cứ lan đi và cho bây giờ thưa quý vị những cái báo cáo cho biết có hàng trăm ngôi nhà hàng trăm ngôi nhà đã bị như là bị cháy thì người ta nói rằng là cái đảo này chỉ có 11 ngàn 11 khoảng chừng 11 ngàn người ở đây thôi mà bây giờ không có vùng này chỉ, chứ vùng này ra vùng, vùng, này, này. chỉ 12 ờ. ngàn người sống vùng này thôi mà, kỹ thuật và có đó. thể cho coi cái laptop thôi để coi cho bản đồ Google biết cái thành phố lao lao là là, là, là uh, hai nà đây đây cái thành phố là hai nà nằm đây và nếu mà zoom lại chúng ta thấy nè đó đây là cái đảo Maui, đảo Maui không phải là đảo lớn nhất của Hawaii. Hawaii cái đảo Hawaii mới là đảo lớn nhất nhưng mà đảo Maui ấy là cái chỗ mà cũng có đông người ở bên đây Honolulu, đây thì chỗ này đông hơn đây là thủ phủ của Hawaii. Đây là hai nó thành phố nó nhỏ đấy, 11.000 dân ừ, là. Mà anh thấy không nó có cái đảo nó che mà không hiểu tại sao gió đi vô đây mà nó đó. làm thế. Bây giờ nè, hai đó. cái đảo hai bên đó gió ừ. đi nó đi nó đi vào khe hai cái đó, đảo. Đi đảo đó khe, đó rồi, đi, đi vào khe đúng rồi, đi vào khe này, đó. ra coi như nó cứ thổi như là chúng ta thổi lửa vậy thôi cứ à, là đây này nếu ta tính cháy. á, mà tây nam nó là ở ừ, hướng này như vậy nó, nó, đi vào đây anh nó đi gió đi vào đây này Đẹp. đó giống như đi vào khe nó cứ thổi đó nó thoát ra đây đó Thì tây nam mà phía tây Đẹp. nam đi, đi lên đó có nghĩa Đẹp. là bây giờ đó thưa quý vị với cái tình trạng mà thiên nhiên ưu đãi mà rốt cuộc thiên nhiên <laughs> kỳ này không những là ưu đãi mà lại là là, là là tai là tai họa thưa quý vị vâng. hơn 270 cái gọi là công trình kiến trúc trong đó có nhà cửa building gì đó coi như là bị coi là bị cháy ở tại cái 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 thành phố này. Và cái điều mà chúng tôi ngạc nhiên là người ta chạy không kịp. 36 ừ. người chết này bây giờ yeah. có còn theo cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Hawaii họ nói rằng là còn nhiều người mà họ chưa có tính. Đúng rồi. Còn nhiều người họ chưa có tính tới. Tôi ngạc nhiên ở tại cái Hawaii. Cái vùng này cũng không phải là quá chật hẹp. Hay là sức gió nó thổi nó làm cho cái lửa nó cháy nhanh quá người ta chạy không kịp. Tôi nghĩ là người ta phải chạy kịp chứ. Không, Anh nghĩ sao? À. Hay là có những người già về đây sống họ bị những cái điều kiện nào đó, họ không đi ra được. Mình có thể là trong trường hợp đó nhưng mà chúng ta nhìn lại chúng ta biết là đây nó không phải là cái đảo du lịch, nó không phải cái vùng du lịch, nó không có phương tiện đầy đủ như những cái nơi khác như Hồ. Như Hồ, Hồ luôn. Luôn, luôn hả? Đó. Ừ. Đó là cái thứ nhất ta nhìn thấy cái đó. Cái thứ hai nữa đó là cái vùng đảo này cái vùng này nó vẫn là cái nơi ừ. có thể gọi là hoang sơ quý vị nhìn trên bản đồ nãy quý vị thấy đó trên trên cao nó chiếu xuống đó thành ra nhiều khi những cái dịch vụ đấy nó không đầy đủ anh em tôi nói ừ. ví dụ như quý vị ở những vùng xa xôi ở mỹ thôi đừng nói đâu xa bị thương bị accident bị bị bị, bị tai nạn xe cộ xe cứu thương không tới kịp bởi nó quá xa ừ. đó người ta phải dùng máy bay thì đây có thể gọi là một sự bất ngờ của cái vùng này chúng ta thường thường nói là hawaii chúng ta chỉ nghe đến honolulu hay là những cái ừ. nơi khác phải không đảo lớn đảo nhỏ chưa bao giờ nghe ít ai nghe đấy là hay nào là cái, 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 cái thành phố như nào đây nó Má là mau cũng là một cái nơi để anh Dũng đến nhưng không, mà không nổi tiếng hiểu. thôi hiểu dạ. ừ. nhưng mà ở đây cái đảo này dạ. cái vùng này nó không phải là vùng du lịch dạ. đó chúng ta nhìn nó như vậy nó nhìn trời chúng ta thấy thì tôi nghĩ là nhiều khi những cái dịch vụ đấy nó không đầy đủ và người ta không bao giờ nghĩ là nó có một cái 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 gọi là thiên tai bất ngờ lớn như thế đó thành ra chờ tay không kịp chung có gì hết. và ngay cả người dân đây họ không ngờ là có cái cái, cái, cái cháy dữ dội như vậy cho nên họ phản ứng không có kịp đó bây giờ này như bà thống đốc lúc bà nói nè vấn đề là bây giờ làm sao mà phục, hồi phục được cái chuyện này sau cái chuyện cháy chừng nào trường học mở cửa lại đó bây giờ một số trường học đã bị hư hại và bây giờ làm sao kiếm nhà cho những người này người ta ở những người bây giờ nhà bị cháy bị hư mà họ di tản kịp làm sao trở lại để mà nhà cửa tôi nói anh nghe ở đây nó không có sẵn những phương tiện đó không có sẵn những phương tiện đó bây giờ có thể là tôi không biết hôm nay thống đốc của Alaska của Hawaii có uh, xin tình trạng khẩn cấp hay chưa ừ. có xin liên bang tình trạng khẩn cấp hay chưa cái này ừ. cần phải có uh, tổng thống Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì người ta mới đưa những phương tiện của liên bang anh hiểu không yeah. quân đội được các thứ người ta đưa đến người ta mang những cái nhà tạm thời đến ở hay là lập những cái lều cho người ta ở chứ cái này tôi nghĩ rằng là Hawaii họ họ gần như chưa bao giờ bị cái này họ không quen tôi nói ví dụ những cái chuyện này mà xảy ra ở đâu anh biết không yeah. New York này mm. uh, Louisiana này, Texas này hay California là những cái nơi đã từng trải qua những chuyện này anh không nhận lại không yeah. yeah. ví dụ California bị cháy rừng này Louisiana Texas bị bão ngoài. người ta quen người ta có cái kinh nghiệm người ta phản ứng nó nhanh còn như Hawaii thì ừ. chưa có chưa được nghe cụ này anh có nhận đâu yeah, yeah. đó uh -huh. thì ra đó có thể là cái lý do mà nhiều người nó chết như vậy Thế, thưa anh anh, anh, anh cho xem lại cái bản đồ mà hình hình ba cái đảo. Vâng, đây đây. Tôi đây nghiên cứu đó. Đây. Thì cái, cái 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 quận hạt Maui County yeah. nó gồm ba cái hòn đảo. Vâng. Hòn đảo Maui và hai cái hòn đảo khác là Lana La và Moloka. Moloka. Moloka đúng ừ. rồi. Đây ba cái đảo đây. Thì ấy, người ta nói rằng là cái dân số của ba của cái nguyên quận hạt này đó là khoảng chừng là 164.000 người. Ừm. Uh -huh. Còn hai cái đảo mà đang phía hai cái đảo kia thì là chưa có người ở à. mà bây giờ đó còn cái thành phố là hai nam mà chúng ta đang nói đến đang vâng. cháy đó 12.000 vâng. người sinh sống ở cái đảo đó ở cái thành phố đó dạ. thì bây giờ đã có 11.000 người đã di tản đi sang những cái cái cái, cái nơi khác nơi khác dạ. để mà, mà 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 tránh cái cái cơn hỏa hoạn này mà chúng thì... ta nhìn anh anh để ý, cho coi lại laptop của tôi cái này đây nè chúng ta nhìn đây này nguyên cái vùng này nó chỉ có một con đường này à Thế, gì, thấy không? nó có một con đường là dọc theo đảo thôi. Đây là rừng không? Đây là rừng không? Đất nó trống không, thấy không? Đây là qua cái đảo này chúng ta thấy qua đây đó, thì mới có ở đây một số đường, thấy chưa? Nó rất là ít chứng tỏ vùng này là vùng hoang sơ. Vùng hoang sơ đúng không? Đó là có có nghĩa là cái có một con đường độc đạo thôi. Đúng rồi, nó nó thiếu, thiếu đạo. phương tiện là chỗ yeah. đó, nó độc đạo nên mà nó muốn, xa. Nó muốn nữa. mà chạy bây giờ, bây giờ mình mới hiểu là tại sao người ta phải chạy ra biển, không có đó. đường nào để chạy nữa. Không có đường nào để chạy hết thành ra thưa quý vị đây nó là một cái vấn đề là, là là là, người ta chưa có quen cái đó trong khi đó là để, để bạn cho coi lại cái laptop của tôi cái bên trong đó chúng ta coi cái đảo Oahu này để Honolulu đây nè, đây này đường xá nó phát triển này thấy chưa anh thấy không đây dân nó đông hơn đô thị nó nhiều hơn thấy không nó có những cái phi quay này anh thấy chưa đó mình nhìn mình thấy ngay còn bên đây là coi như khu này hoang sơ đó khu này hoang sơ thấy đó đó thì khi mà hoang sơ mà tôi hỏi anh chạy đâu mà đường này nó không phải đường 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 phi quay nó chỉ là hai quay thôi ừ. tất nhiên nó nhỏ cứ gì không đó 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 đường nó chỉ là đường hai quay là thôi là trời, họ không chết cháy mà nhiều khi chết ngột đó yeah. thì đây là cái chuyện mà ở những khu gọi là hẻo lách cháy mà may là có biển đó nha ừ. không có biển không biết đi đâu luôn may là có biển đó anh chạy ra biển còn đỡ không thôi là hết đường chạy luôn thì ngày xưa anh có nói với tôi là anh muốn về những cái vùng gọi là hoang sơ để không gọi là sinh sống tuổi về không, già không, không. bây giờ có suy nghĩ lại không không tôi nghĩ về tới đó là coi tiêu luôn là khỏi sống luôn khỏi sống <laughs> đó thì thưa quý vị đó là cái chuyện cháy ở bên hào Ai à, ngày hôm qua như vậy là tính đến giờ phút này là 36 người thiệt mạng à, theo những gì tôi hiểu đó có thể nói đây là cái vụ mà cháy rừng mà thiệt hại nặng nề nhất của Hawaii từ trước bây giờ và xin quý vị đừng rời màn hình sbtn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại